Chương 5. Kế đó, có một ngày lễ của dân Giu-đa, Đức Chúa Giê-xu lên thành Jerusalem. Số là, tại thành Jerusalem, gần cửa chiên, có một cái ao, tiếng Hebrew gọi là Bethesda. Chung quanh ao có 5 cái vòng cửa, những kẻ đau ốm, mù quáng, tàn tật, bại sụi nằm tại đó rất đông, chờ khi nước động, vì một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao, làm cho nước động. Lúc nước đã động rồi, ai xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bệnh gì cũng được lành. Nơi đó, có một người bị bệnh đã được 38 năm. Đức Chúa Giê-xu thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày, thì phán, ngươi có muốn lành chăng? Người bệnh thưa rằng, lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động. Lúc tôi đi đến, thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. Tức thì người ấy được lành, vác giường mình và đi. Vả, bây giờ là ngày Sa-bát. Các người Giu-đa bèn nói với kẻ được chữa lành rằng, nay là ngày Sa-bát, ngươi không được phép mang giường mình đi. Người trả lời rằng, chính người đã chữa tôi được lành, biểu tôi rằng, hãy vác giường ngươi và đi. Họ hỏi rằng, người đã biểu ngươi, hãy vác giường và đi là ai? Nhưng người đã được chữa lành không biết là ai, vì Đức Chúa Giê-xu đã lẫn trong đám đông tại chỗ đó. Sau lại, Đức Chúa Giê-xu gặp người đó ở trong đền thờ, bèn phán rằng, kìa, ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, e có sự gì càng xấu xa xảy đến cho ngươi chăng? Người đó đi nói với các người Giu-đa rằng, ấy là Đức Chúa Giê-xu đã chữa lành cho mình. Nhân đó dân Giu-đa bắt bớ Đức Chúa Giê-xu, vì cớ người làm những sự ấy trong ngày Sa-bát. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng, cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. Bởi cớ đó, dân Giu-đa càng kiếm cách nữa để giết Ngài, chẳng những vì Ngài phạm ngày Sa-bát thôi, mà lại vì Ngài gọi Đức Chúa Trời là thân phụ mình, làm ra mình bằng Đức Chúa Trời. Vậy, Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán cùng họ rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, con chẳng tự mình làm việc gì được, chỉ làm điều chi mà con thấy cha làm, vì mọi điều cha làm, con cũng làm y như vậy. Cha yêu con và tỏ cho mọi điều cha làm, cha sẽ tỏ cho con công việc lớn lao hơn những việc này nữa, để các ngươi lấy làm lạ lùng. Vả, cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thể nào, thì con cũng ban sự sống cho kẻ con muốn thể ấy. Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho con. Đặng ai nấy đều tôn kính con, cũng như tôn kính cha vậy. Ai không tôn kính con, ấy là không tôn kính cha, là đấng đã sai con đến. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, giờ đến và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống. Vì như cha có sự sống trong mình, thì cha cũng ban cho con có sự sống trong mình vậy. Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho con, vì là con người, chớ lấy điều đó làm lạ, vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi. Ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán. Ta không thể tự mình làm nổi việc gì, ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán ta là công bình, vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của đấng đã sai ta. Nếu ta tự mình làm chứng lấy, thì sự làm chứng ấy không đáng tin. Có người khác làm chứng cho ta, vì ta biết rằng chứng người đó làm cho ta là đáng tin. Các ngươi có sai sứ đến cùng dân, thì người đã làm chứng cho lẽ thật. Còn ta, lời chứng mà ta nhận lấy chẳng phải bởi người ta, nhưng ta nói vậy, đặng các ngươi được cứu. Dân là đuốc, đã thắp và sáng. Các ngươi bằng lòng vui tạm nơi ánh sáng của người.
Nhưng ta có một chứng lớn hơn chứng của dân, vì các việc cha đã giao cho ta làm trọn, tức là các việc ta làm đó, làm chứng cho ta rằng cha đã sai ta. Chính cha là đấng đã sai ta, cũng làm chứng về ta. Các ngươi chưa hề nghe tiếng Ngài, chưa hề thấy mặt Ngài, và đạo Ngài không ở trong các ngươi, vì các ngươi không tin đấng mà Ngài đã sai đến. Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời. Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống. Ta chẳng cầu vinh hiển bởi người ta mà đến đâu, nhưng ta biết rằng các ngươi chẳng có sự yêu mến Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Ta đã nhân danh cha mà đến, các ngươi không nhận lấy ta. Nếu có kẻ khác lấy danh riêng mình mà đến, thì các ngươi sẽ nhận lấy. Vả, các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến, thì thể nào các ngươi tin được? Chớ ngờ rằng, ấy là ta sẽ tố cáo các ngươi trước mặt cha. Người sẽ tố cáo các ngươi là Môi-se, là người các ngươi đã trông cậy. Vì nếu các ngươi tin Môi-se, cũng sẽ tin ta, bởi ấy là về ta mà người đã chép. Nhưng nếu các ngươi chẳng tin những lời người chép, các ngươi há lại tin lời ta sao?